Alo, tân chào tất cả mọi người. Xin chào cả nhà. Thì ngày hôm nay mình làm một cái công việc, đó là mình có đi ve chai, mua được mấy cái lo ve chai nè quý vị. Lo ve chai nè. Lo đầu tiên là cái lo thịt siêu nhân. Cái này chắc người ta cũng đã có sữa gì rồi nè, cho nên lo thứ hai là cái lo mà mình mua lúc trước mình bỏ kho, bây giờ lấy ra nè. Lo này nhìn nó cũng đẹp đẹp đó, đứt dây đứt bọng gì hết trơn nè. Và cái lo thứ ba nè là cặp lo mini. Đối với mấy cái lo này thì cái quá trình sửa nó cũng tương đối là dễ. Đâu mình test thử cái lo này coi nó còn ấy không, dây nó còn nó đứt dây rồi, test gì nữa, dây nó đứt bà nó rồi. Rồi bây giờ là mình sẽ sửa mấy cái lo này ha. Thì trong quá trình sửa nó lu bu nó dài lắm. Sau khi sửa xong thì mình sẽ chia sẻ các cái ban bệnh của nó, và mình sẽ chia sẻ lại cái thành quả của mình sau khi mình sửa xong cho quý vị và các bạn cùng theo dõi ha. Rồi mời quý vị hãy theo dõi cái video clip của mình sau khi mình sửa xong. Rồi bây giờ mình sẽ bắt tay làm thôi. Alo. Thì các bạn ơi, sau một cái thời gian làm cặt lực thì mình đã hoàn thành xong mấy cái lo của mình rồi. Đầu tiên là cái bộ lo này. Cái bộ lo này thì sau một thời gian mà mình sửa và vệ sinh lại thì nó đã đẹp trai lại rồi. Đây. Đẹp trai rất là nhiều luôn so với lúc đầu. Thì cái lo này thì nó hư chỗ này nè quý vị. Cái lo này thì nó hư cái chui USB. Thì mình lấy đúng cái chui của nó luôn, mình cắt ra, mình nối lại và mình đổ keo nến vô thì nó được như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ thử cái lo này cho quý vị nghe nha. Rồi mình ghim nó vô cục sạc dự phòng, cấp điện cho nó 5V. Để đây. Rồi mình lấy cái sắt 3.5 ly của nó. Nói chung là nó không có hư gì, chỉ hư cái đầu chui đó thôi. Còn mặt bên trong thì còn y chang à. Mình sẽ ghim vô cái máy hát nhạc của mình nè. Rồi mình sẽ hát nè. Đấy. Ngon lành chưa nè. Lớn nhỏ vẫn còn được luôn à. Sau khi vệ sinh xong thì em nó cũng nói rất là đẹp trai lại rồi ha. Đấy, đó là cái lo thứ nhất. Đây, được một cái cặp lo thứ nhất. Nói chung thì cái cặp lo này thì trên thị trường hiện giờ giá nó cũng khoảng là từ 50.000 đồng thôi. Đấy, tiền ship nữa thì nó chạy ra cũng 60.000, 60-70.000. Giờ mình đã sửa em đó xong. Để đây, cái lo thứ hai mà mình thích nhất là cái lo này. Cái lo này thì nó lỗi, nó hư nhiều cái đó. Thứ nhất là cái cộng dây điện này nè, nó đã bị cái jack 3.5 ly này nè, nó đã bị không có. Sau một thời gian thì mình tháo ra, mình vệ sinh cái này, cái chăn tiếp xúc này thì nó đã bị ten rồi. Sau khi mình vệ sinh lại xong lại thì em nó cũng đã rất là đẹp trai à. Rất là đẹp trai và đẹp gái à. Rất đẹp luôn. Giờ bây giờ mình cũng xin hát thử cho quý vị và các bạn nghe luôn. Đầu tiên cũng phải cấp nguồn cho nó chứ. Đây nè, cái chui này nó cũng bị sét nữa nè. Nhưng mà mình đã vệ sinh lại, mình nó làm lại thì nó đã được rồi. Nói chung là ok chứ không có gì. Rồi, mình ghi vô. Rồi, hát. Âm thanh rất hay luôn. Lớn nữa.
và cái chiếc áp này cũng điều khiển được luôn. Lo rất là êm luôn, rất là đẹp gái đẹp trai luôn. Đây nhỏ hết rồi, lớn lên. So lúc đầu tới giờ thì nó rất là ngon rồi. Đấy. Rồi, lo thứ hai. Giờ mình rất là phái cái lo này ha, rất thích cái lo này, có thể là để xài luôn. Đấy. Rồi, để đây. Một cái lo quá im. Đấy. Và cái lo thứ ba là cái lo này. Cái lo này thì nó có đèn, có dãy đèn ở đây nè. Và bên trong nó thì nó có một cái miếng mạch mà nó hư rồi. Cái lo này cũng đã qua người ta đã sửa chữa rồi, cái miếng này của nó là hư rồi. Một thời gian rất là lâu luôn, mình chỉnh rất là lâu luôn mà nó không được. Thì mình đã bỏ cái này. Mình lấy một cái mạch có đại âm thanh mình mua trên mạng với giá là như là 6-7 ngàn vậy đó. Mình đã gắn vô, có một cái volume ở đây, mặc dù không đẹp lắm nha, nhìn nữa thì cũng thấy gớm một chút. Nhưng mà cái lo này nó cũng im, hình thù thì nó cũng đẹp đó, có đèn luôn nữa, cho nên mình gắn vô. Rồi mình gắn nguồn, gắn ấy vô, mình đấu vô thì nó được gì. Mình cũng hát thử vô quý vị nghe luôn. Rồi. Rồi hát. Rồi em ru luôn, chưa có mở lên sao hát. Đấy. Đó, có đèn sáng xanh xanh nữa nè. Hai dãy đèn chỗ này. Nói chung hát cũng rất là hay luôn á. Nghe cũng rất là hay. Mình nối như dây này lại nè. Đó. Và thêm con dây jack 3.5 ly vô. Đó. Thì mình kết quả mình sẽ được gì. Đấy. Đấy. Như vậy là sau một thời gian đi chơi trai rồi về rồi sửa chữa lại thì mình đã được ba cái lo này. Thì khi mà đi ve chai đó quý vị mà thấy những cái lo như thế này thì quý vị cứ nhặt về đi. Nó sẽ có công dụng trong những cái trường hợp mà chúng ta đó là có rất là nhiều công dụng. Chẳng hạn như cái lo này khi mà cúp điện á, khi mà đi đến chỗ nào không có điện chỉ cần có một cục sạc dự phòng gì được cấp nguồn cho nó là chúng ta đã có thể hát nhạc nghe được rồi. Chúng ta đi dã ngoại đi đồng gì đó. Đối với những người nhà giàu thì mình không nói đi, nhưng mà đối với những người mà khó khăn á, những em học sinh rồi á, thì đây là một cái phương án dành cho mấy em đó nè. Đấy, ta hát thì nó rất là ok, không có cái gì gọi là lo này nghe rất là hay luôn. Đấy. Nói chung là ba cái lo này mình đều đã phục hồi được hết. Bởi vì trong quá trình làm thì mình làm nó không có được nhanh lẹ, mình không phải là chuyên nghiệp, mình là một cái người thợ, đừng nói người thợ, mình là một cái người đam mê thôi. Làm gì cái đam mê cho nên làm nhiều khi nó không có chuyên nghiệp, cho nên mình không có dám quay cho mấy quý bạn xem, mất thời gian dữ lắm. Cho nên mà khi làm xong rồi thì mình chia sẻ lại ha, cái thành quả mình sửa đồ ve chai. Hoàn toàn những cái này là ve chai hết. Chỉ có cái cục pin này là cục pin này là mua cái bóc. Mà pin này pin ve chai luôn. Mình làm thì nó được như vậy ha quý vị. Thì mình rất mong là những cái chia sẻ của mình thì đem đến cho quý vị nhiều cái điều thú vị. Nói chung là điều giải trí là nó sẽ nhiều hơn á. Thân chào, hẹn gặp lại quý vị trong các lần là chia sẻ tiếp theo của mình. Bye bye.